Hey guys, welcome back to lời giải hay com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lời giải hay com. Today we learn unit review 1 Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài review số 1 Listening kỹ năng đầu tiên chúng ta cùng ôn tập đó là kỹ năng nghe. You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer A, B or C. Bạn sẽ nghe 5 đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi cuộc trò chuyện hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện này. Với mỗi câu hỏi, hãy lựa chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C. Number one, how did John feel? John cảm thấy thế nào? Các em có thể nhìn các bức tranh và đoán xem. Ví dụ, À, bức tranh a chúng ta thấy có con cá nhảy ra đúng không bức tranh b chúng ta thấy rằng là um, có con bướm trong dạ dày thì có vẻ như là rất là buồn chồn đúng không bức tranh c chúng ta thấy rằng là gì uh, on the cloud này có nghĩa là trên chín tầng mây rất là vui vẻ number two what does the woman need help with người phụ nữ cần giúp đỡ về điều gì à, bức tranh a chúng ta có thể nhìn thấy rằng là uh, cô ấy đang gặp vấn đề về cái điều hòa đúng không picture b Bức tranh B chúng ta thấy có liên quan đến quần áo and picture C uh ironing clothes. Bức tranh C thì chúng ta thấy rằng có thể là là quần áo đúng không? Number three What job does Anna want to do? Anna muốn làm công việc gì? Uh, a. Trong bức tranh A chúng ta thấy có thể là uh, a surgeon, một bác sĩ phẫu thuật. B. Uh, a mechanic A à, B bức tranh có thể là một người thợ sửa chữa. NC C a designer có thể là một nhà thiết kế đúng không? Đó. Next number 4 câu số 4 What does Emma tell Lisa not to do? Emma bảo Lisa không nên làm gì? À, a uh, give money um, cho tiền. Or bring money uh, mang theo tiền. D. Uh, use credit card, sử dụng thẻ tín dụng. C. Uh, wear jewelry, uh, mặc đeo trang sức, đúng không? Number 5. How did Peter feel? Peter cảm thấy thế nào? A. Uh, worried, lo lắng. B. Happy, vui. C. Um, nervous sợ hãi lo lắng đúng không vậy chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, lắng nghe các đoạn hội thoại nhé chúng ta có 5 đoạn hội thoại và chúng ta sẽ cùng nhau chọn đáp án đúng a b or c chúng ta cùng chú ý lắng nghe Phai nghe số 47 review 1 listening you will hear five short conversations you will hear each conversation twice There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer A, B, or C. 1. How did John feel? Hey, John. What did you do over the weekend? Hi, Mary. I went to a party with my cousin. Cool. Did you have fun? No, not at all. My cousin was nervous, so he asked me to go with him. So? He just hung out with his friends. I didn't know anyone there and felt like a fish out of water. Oh, I'm sorry to hear that. Now, listen again. Hey, John, what did you do over the weekend? Hi, Mary. I went to a party with my cousin. Cool. Did you have fun? No, not at all. My cousin was nervous, so he asked me to go with him. So? He just hung out with his friends. I didn't know anyone there and felt like a fish out of water. Oh, I'm sorry to hear that. Two. What does the woman need help with? Excuse me. Yes, ma'am. Is the AC working okay? Yes, it is. Thank you for your help earlier. I was wondering if you know a place where I can get my coat cleaned. You can wash and iron your clothes here. Just give them to me. If you need dry cleaning, there's a dry cleaner just down the road. Turn left when you get out of the hotel. It's at the corner. Great, thanks. This coat has to be dry cleaned. Now listen again. Excuse me. Yes, ma'am. Is the AC working okay? Yes, it is. Thank you for your help earlier. I was wondering if you know a place where I can get my coat cleaned. You can wash and iron your clothes here. Just give them to me. If you need dry cleaning, there's a dry cleaner just down the road. Turn left when you get out of the hotel, it's at the corner. Great, thanks. This coat has to be dry cleaned. Three. What job does Anna want to do? Do you know what job you want to do in the future, Jack? I want to be an architect. What about you? I'm thinking of becoming a surgeon, but I'm worried that I wouldn't like working long hours. Right. It's a hard job, and you need to be really motivated. Now, listen again. Do you know what job you want to do in the future, Jack? I want to be an architect. What about you? I'm thinking of becoming a surgeon, but I'm worried that I wouldn't like working long hours. Right. It's a hard job, and you need to be really motivated. Four. What does Emma tell Lisa not to do? Hey, Emma. You've been to Cambodia, right? Yes. Are you traveling there? Yeah, next month. Is there anything I should know? Bring cash with you because most places don't accept credit cards. Is it safe there? Yes, it's generally safe. But like many other places, someone might snatch your bag or jewelry. So don't wear expensive jewelry. Thanks. Now, listen again. Hey Emma, you've been to Cambodia, right? Yes. Are you traveling there? Yeah, next month. Is there anything I should know? Bring cash with you because most places don't accept credit cards. Is it safe there? Yes, it's generally safe. But like many other places, someone might snatch your bag or jewelry. So don't wear expensive jewelry. Thanks. Five. How did Peter feel? Hello, Peter. Oh, you have a new watch. Hi, Linda. My parents bought it for me. Cool. Was it your birthday gift? No, they bought it while we were just shopping at the mall last week. I was so amazed. Lucky you. I think it's because my brother was a little bit depressed and my parents wanted to cheer him up. They got him his favorite watch and bought me one too. Now listen again. Hello, Peter. Oh, you have a new watch. Hi, Linda. My parents bought it for me. Cool. Was it your birthday gift? No, they bought it while we were just shopping at the mall last week. I was so amazed. Lucky you. I think it's because my brother was a little bit depressed, and my parents wanted to cheer him up. They got him his favorite watch and bought me one too. Rồi, chúng ta vừa nghe xong à, uh, 5 đoạn hội thoại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, uh, xem đáp án nào đúng nhé. Bây giờ chúng ta xem câu thứ nhất. Câu thứ nhất có hỏi là uh, John đã cảm thấy như thế nào, đúng không? Vậy chúng ta sẽ xem bài nghe. Trong phần transcript ngày hôm nay, phần thứ nhất, number one, trong phần hội thoại có nói như sau. Mary và John có thảo luận với nhau như sau. Hey John, what did you do over the weekend? À, chào John, cuối tuần qua bạn đã làm gì? Hi Mary, I went to a party with my cousin. Chào Mary, tôi đã đi dự một bữa tiệc với anh họ của tôi. Corn, Did you have fun? Tuyệt vời, bạn có vui không? No, not at all. My cousin was nervous, so he asked me to go with him. Uh, không, không hề. Anh họ tôi đã rất là lo lắng. Thế là anh ấy rủ tôi đi cùng. So vậy thì, uh, he just hung out with his friends. I didn't know anyone there and feel like a fish out of water. Anh ấy vừa đi chơi với bạn bè. Tôi không biết ai ở đó và cảm thấy như là cá mắc cạn vậy. Oh, I'm sorry to hear that. Oh, tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đó. Vậy chúng ta thấy rằng à, đáp án câu số 1 chúng ta sẽ chọn đó là đáp án A. A fish out of water. Đó là giống như là cá mắc cạn, đúng không? Nghĩa là rất là uh, cô đơn, ngại ngùng. Đó, chúng ta sẽ chọn đáp án A. Next, number 2. Trong phần câu số 2, chúng ta thấy có hỏi rằng là What does the woman need help with? Câu 2 có hỏi rằng là người phụ nữ cần giúp đỡ điều gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem câu số 2 nhé. Trong đoạn hội thoại số 2, chúng ta có thể nhìn thấy rằng đó là đoạn hội thoại giữa một vị khách và một người quản lý khách sạn. Vậy đoạn hội thoại có uh, câu chuyện có nội dung như sau. Guest. Excuse me, xin lỗi. hotel uh, employee nhân viên khách sạn có trả lời. Yes, mom. Is mom? Is the AC working okay? Vâng thưa cô, máy điều hòa có hoạt động tốt không? Yes, it is. Thank you for your help earlier. I was wondering if you know place where I can get my coat cleaned. À uh, vâng đúng vậy. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn trước đó à, tôi đang tự hỏi là liệu bạn có cái nơi nào có thể giặt áo khoác cho tôi hay không? You can wash and iron your clothes here. Just give them to me. If you need dry cleaning, there's a drink dry cleaner just down the road. So left when you get out of the hotel. It's at the corner. À, ở đây có thể giặt và ủi quần áo. Cứ đưa chúng cho tôi. Nếu bạn cần giặt khô, có một tiệm giặt khô ngay ở cuối đường, dễ trái khi bạn ra khỏi khách sạn, nó ở phía góc. Great, thanks. This coat has to be dry cleaned. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Chiếc áo này cần phải được giặt khô. Vậy chúng ta thấy rằng à, người phụ nữ đó là muốn gì nhỉ? À, muốn giặt khô quần áo, đúng không? Vậy đáp án trong câu số 2 chúng ta sẽ chọn đó là đáp án. À, đáp án B kèm nhé. Next number 3. Câu số 3 có hỏi như sau. What job does Anna want to do? Anna muốn làm công việc gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nội dung đoạn hội thoại số 3. Xem bạn Anna bạn ấy muốn làm công việc gì kèm nhé. Nội dung đoạn hội thoại số 3 là của Anna và Jeff như sau. Anna, do you know what job you would You want to do in the future, Jeff? Bạn có biết tương lai bạn muốn làm việc công việc gì không, Jeff? Jeff có trả lời. I want to be an architect. What about you? Tôi muốn trở thành kiến trúc sư. Còn bạn thì sao? Anna. I'm thinking of becoming a surgeon. But I'm worried that I wouldn't like working long hours. Tôi đang nghĩ đến việc trở thành bác sĩ phẫu thuật. Nhưng mà tôi lo lắng rằng tôi sẽ không thích làm việc nhiều giờ. Right, it's a hard job and you need to be really motivated. Đúng vậy, đó là một công việc khó khăn và bạn cần, bạn cần phải thực sự có động lực. Vậy chúng ta thấy rằng, à, Anna muốn làm nghề đó chính là, à, cô ấy muốn làm bác sĩ phẫu thuật. Theo bức tranh, chúng ta thấy rằng chỉ có bức tranh A, đúng không? Bức tranh A là nói rằng là đó là một nghề bác sĩ phẫu thuật vậy chúng ta sẽ tích vào đáp án A kem nhé next number four what does Emma tell Lisa not to do câu số 4 có hỏi rằng Emma bảo Lisa không nên làm gì bây giờ chúng ta sẽ xem đoạn hội thoại số 4 Trong đoạn hội thoại số 4, chúng ta thấy rằng là có Uh, Lisa và Emma nói chuyện với nhau như sau: Lisa, Hey Emma, you've been to Cambodia, right? Này Emma, bạn đã đến Campuchia có phải không? Yes, are you traveling there? Vâng, bạn đang đi, đi du lịch ở đó phải không? Yeah, next month. Is there anything I should know? Ừ, tháng sau mình đi. Có điều gì tôi nên biết hay không? Bring cash with you because most places don't accept credit cards. Hãy mang theo nhiều tiền mặt vì hầu hết các nơi không chấp nhận thẻ tín dụng. Is it safe there? Ở đó có an toàn không? Yes, it's generally safe. But like many other places, some people might snatch your bags or jewelry. À, vâng, nói chung là an toàn. Nhưng giống như nhiều nơi khác, ai đó có thể giật túi sách hoặc là đồ trang sức của bạn. So, don't wear expensive jewelry? Vì vậy, đừng đeo đồ trang sức đắt tiền. Thanks, cảm ơn bạn. Rồi vậy chúng ta thấy rằng à trong câu số 4 thì chúng ta thấy rằng là à Emma nói với Lisa là không được. À không được đeo những loại trang sức đắt tiền. Vậy đáp án phù hợp nhất đó là đáp án C. Next, the last one number 5. Câu cuối cùng, câu số 5 có hỏi rằng là Uh, how did Peter feel? Peter cảm thấy như thế nào? Chúng ta sẽ xem đoạn hội thoại cuối cùng Đoạn hội thoại số 5 như sau Đoạn hội thoại cuối cùng là của bạn Là Linda và bạn Peter Có thực hành như sau Hi Peter Oh, you have a new watch Xin chào Peter Oh, bạn có một chiếc đồng hồ mới à? Peter Hi Linda My parents bought it for me. Chào Linda, bố mẹ tôi đã mua nó cho tôi. Corn, were it your birthday gift? Tuyệt, đó có phải là quà sinh nhật của bạn hay không? No, they bought it while we were just shopping at the mall last week. I was so amazed. Không, họ đã mua nó khi chúng tôi vừa đi mua sắm ở trung tâm thương mại vào tuần trước và tôi đã rất là ngạc nhiên. Lucky you, bạn thật là may mắn. I think it's because my brother was a little bit depressed and my parents wanted to cheer him up. They got him his favorite watch and bought me two, bought me one too. Tôi nghĩ đó là vì anh trai tôi hơi chán nản vì và bố mẹ tôi muốn động viên anh ấy. Họ đã mua cho anh ấy chiếc đồng hồ yêu thích của anh ấy và mua cho tôi một chiếc nữa. Vậy đáp án chúng ta thấy rằng câu số 5. À, Peter đã cảm thấy như thế nào? À, đáp án phù hợp nhất chúng ta thấy đó là đáp án à, B, đúng không? Đó. Anh ấy cũng khá là vui, đúng không? Rồi. Rồi, và đó là đáp án trong phần Listening. Chúng ta vừa nghe xong các đoạn hội thoại. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Kỹ năng đọc Reading. Chúng ta cùng xem yêu cầu đề bài. Reading. Five sentences have been removed from the text below. For each question, choose the best one from A to H to fill in the blanks from 1 to 5. There are three extra sentences which you do not need to use. Bài phần reading có yêu cầu chúng ta như sau. Năm câu đã bị xóa khỏi văn bản dưới đây. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng nhất từ A đến H để điền vào chỗ trống từ 1 đến 5 và có ba câu bổ sung mà bạn không cần phải sử dụng. Bài đọc có tên là Three important skills that make a good counselor. Đó là ba kỹ năng quan trọng tạo nên một cố vấn giỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các các đáp án, uh, các phần bên dưới nhé. Từ A đến H chúng ta có các câu như sau. A So, you need to use different methods and adapt when necessary. Vì vậy, bạn cần sử dụng các phương pháp khác nhau và điều chỉnh khi cần thiết. B. Counselors need to be good listeners. Người tư vấn cần phải là người biết lắng nghe. C. A counselor needs to know the law well. Người tư vấn ho hoặc người tư vấn cần phải cần phải à, hiểu rõ về pháp luật. D. It will work with many people who have different problems. Bạn sẽ làm việc với nhiều người có những vấn đề khác nhau. E. Counselors are one of the new a few jobs that have the ability to change people's lives. Cố vấn là một trong số ít công việc có khả năng thay đổi cuộc sống của con người. F. It will need to have good scheduling and note-taking skills. Bạn cần sắp xếp cuộc hẹn với... Bạn cần phải có kỹ năng sắp xếp cuộc hẹn và kỹ năng ghi chép. G. It is also important to be patient and allow people to talk freely. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn và cho phép mọi người nói chuyện thoải mái. H. Knowing when to get each help is also important biết khi nào cần được giúp đỡ thêm cũng rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn văn và chúng ta sẽ điền xem là uh, câu nào phù hợp nhất vào các chỗ trống kem nhé. Rồi chúng ta cùng xem. Three important skills that make a good counselor. Ba kỹ năng quan trọng tạo nên một cố vấn giỏi. If you want to be a good counselor, it is important to practice and develop the skill below. Nếu muốn trở thành một nhà tư vấn giỏi, điều quan trọng là bạn phải rèn luyện và phát triển những kỹ năng dưới đây. Number one. Da, da, da. People will talk to you about many difficult issues. You need to actually listen to them to understand their problems. Mọi người sẽ nói chuyện với bạn về nhiều vấn đề khó khăn và bạn cần tích cực lắng nghe họ để hiểu vấn đề của họ. Vậy câu số 1, chúng ta thấy rằng à người tư vấn cần phải là người biết lắng nghe đúng không? Đó, vậy thì đáp án phù hợp nhất trong câu số 1 chúng ta sẽ chọn đó là đáp án à đáp án B. Đó. Vậy là à, người tư vấn phải là cần phải là người biết lắng nghe. Mọi người sẽ nói chuyện với bạn về nhiều vấn đề khó khăn. Bạn cần tích cực lắng nghe họ để hiểu vấn đề của họ. Number two, da This will encourage people to share their thoughts and emotion with you. Điều này sẽ khuyến khích mọi người chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ với bạn. Vậy trong câu số 2 chúng ta sẽ điền đó là gì nhỉ? À điều quan trọng nữa là phải kiên nhẫn và cho phép mọi người nói chuyện thoải mái, đúng không? thì điều này sẽ khuyến khích mọi người chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ với bạn. Vậy câu số 2, chúng ta sẽ chọn đáp án. A, à, đó là đáp án G. It is also important to be patient and allow people to talk freely. Next, đoạn tiếp theo. Good counselors also need to have good problem-solving skills. Number three, dot, dot. You need to understand their problems and find suitable solutions. And one solution may work for one person but not for another. Người tư vấn giỏi cũng cần có những kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Số 3 chấm chấm này. Bạn cần hiểu vấn đề của họ và tìm giải pháp phù hợp. Và một giải pháp có thể hiệu quả với người này nhưng mà không hiệu quả với người khác. Vậy câu số 3 chúng ta sẽ điền đó là À đó là đáp án D You, will work with many people who have different problems Đó là à, bạn sẽ phải làm việc với nhiều người có những vấn đề khác nhau Đúng không? Đáp án B chúng ta điền rồi, đáp án G rồi này Vậy câu số 3 chúng ta sẽ chọn đó là đáp án à, D Đó, bạn sẽ phải làm việc với nhiều người có những vấn đề khác nhau đó. Và bạn cần phải hiểu vấn đề của họ và tìm giải pháp cho phù hợp. Và một giải pháp có thể hiệu quả với người này nhưng không hiệu quả với người khác, đúng không? Vậy câu số 4 chúng ta sẽ điền đó là gì nhỉ? À, đáp án phù hợp nhất là đáp án A. So you need to use different methods and adapt when necessary. Vì vậy, bạn cần sử dụng các phương pháp khác nhau và điều chỉnh khi cần thiết, đúng không? Đó, vậy đáp án câu 4 là đáp án A các em nhé. Next, đoạn tiếp theo. Finally, good counselors need to be organized. Number 5, dot, dot. Being organized will also help you remember past conversations and know when to change your method. Cuối cùng, những người cố vấn giỏi thì cần phải được cần phải có tổ chức, đúng không? Number 5, câu số 5 chấm chấm này. Tính ngăn nắp cũng sẽ giúp bạn nhớ lại những cuộc trò chuyện trước đây và biết khi nào cần thay đổi phương pháp của mình. À vậy thấy chúng ta thấy rằng à câu số 5 đáp án phù hợp nhất đó là đáp án Đó là đáp án à đáp án F đó. Bạn cần phải có một cái uh, lịch trình đúng không? Đó. Bạn cần phải có một cái tính tổ chức sắp xếp được lịch trình và có một kỹ năng ghi chép lại vì chúng ta sẽ chọn đáp án F phù hợp nhất trong câu số 5. Đấy vậy là cuối cùng thì những người cố vấn giỏi cần phải có cần phải có tổ chức này. Đó, bạn cần phải sắp xếp các cuộc hẹn với nhiều người và cần phải có một kỹ năng ghi chép lại và cái tính ngăn nắp cũng sẽ giúp bạn nhớ lại những cuộc trò chuyện trước đây và biết là khi nào cần thay đổi phương pháp của mình. All in all, these skills will allow you to become a good counselor. Và nhìn chung, những kỹ năng này sẽ cho phép bạn trở thành một cố vấn giỏi. Đó, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong à, bài số phần bài phần reading. Vậy chúng ta chỉ còn đáp án C, E, H. Đó là những đáp án thừa. Rồi, chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo vocabulary, phần từ vựng. A, match the words with their de descriptions. There are two extra words which you do not need to use. Hãy nối các từ với các mô tả. Có hai từ thừa mà bạn không cần phải sử dụng. Đây là chúng ta sẽ có năm từ như sau: discrete, kín đáo, operate, vận hành, react, phản ứng complimentary, miễn phí, currencies, tiền tệ. Giờ chúng ta cùng xem nhé. Number one. Use or control a machine. Sử dụng hoặc là điều khiển máy móc. À, vậy sử dụng hoặc điều khiển máy móc, vậy chúng ta sẽ điền được độ... Động từ đó là động từ. À, động từ vận hành, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền đáp án operate. Đó. operate, vận hành. Next, number two. Given for free Được tặng miễn phí à, Được cho miễn phí không mất tiền đúng không? Vậy chúng ta sẽ có tính từ đó là tính từ à, Miễn phí Complimentary Vậy câu số 2 chúng ta sẽ điền đó là Complimentary Miễn phí Next number 3 Careful in what you say or do Cẩn thận trong lời nói và hành động Và chúng ta sẽ có đó là à, Tính từ kín đáo đúng không là một người rất là cẩn thận chúng ta có từ discreet discreet đó rồi và đó là đáp án trong phần vocabulary chúng ta cùng chuyển sang phần b kem nhé Now, B. Fill in the blanks using the words in the box. There are two extra -word words. Which you do not need to use. Hãy điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng các từ trong khung sau đây. có hai từ thừa mà bạn không cần phải sử dụng chúng ta sẽ xem các từ. Lawyer luật sư. Confident tự tin. Pick up nhặt bắt đầu. Sport địa điểm. Organized có tổ chức. bây giờ chúng ta sẽ xem các câu. chúng ta có ba câu sau đây. Number one. Make sure to visit one of the new one of the many cafes along the river and find a good dada to watch the sunset. Hãy nhớ là ghé thăm một trong nhiều quán cà phê dọc theo dòng sông và tìm một cái gì đó tốt này để ngắm hoàng hôn. Đó. Vậy chúng ta thấy rằng là à, phải tìm một địa điểm đúng không? Chỗ này phải điền một danh từ ở đây. Đó, chúng ta có lawyer danh từ này, confident là tính từ này, đó. pick up là động từ này, cụm động từ. sport là danh từ và organized là tính từ. Vậy chúng ta chỉ có một danh từ à có danh từ lawyer và danh từ sport. Vậy danh từ phù hợp nhất chúng ta chọn đó là à chúng ta phải tìm một địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn đúng không? Vậy câu số 1 chúng ta sẽ điền từ sport. Đó. Vậy là hãy nhớ là ghé thăm một trong nhiều quán cà phê dọc bờ sông và tìm một địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Next number two, he's that that, that. he will become the best architect in only three years. Anh ấy chấm chấm rằng mình sẽ trở thành kiến trúc sư giỏi nhất chỉ sau ba năm nữa. Vậy chúng ta thấy rằng sau he's chúng ta sẽ điền một à, một tính từ phù hợp ở đây và chúng ta có tính hai tính từ là uh, confident. Tự tin và organized là có tổ chức. Vậy chúng ta sẽ điền đáp án đó là uh, confident, đúng không? Anh ấy tự tin rằng, đó. Vậy chúng ta điền tính từ confident. Anh ấy tự tin rằng mình sẽ trở thành kiến trúc sư giỏi nhất chỉ sau 3 năm nữa. Next, number three, câu số 3. One of the best way to develop new skills is by watching and learning from an expert vậy câu số 3, sau chư các bạn sẽ điền một động từ nhé và chúng ta chỉ có một động từ duy nhất trong bài cần điền đó là từ pick up vậy chúng ta sẽ điền luôn từ pick up rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem nghĩa câu này nhé à một trong những cách tốt nhất để học các kỹ năng mới là quan sát và học hỏi từ một chuyên gia vậy chúng ta sẽ điền từ pick up mang nghĩa là uh, uh, học hỏi đấy đúng không à, học bắt đầu cái gì đấy rồi và đó là đáp án của phần b phần vocabulary bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo grammar ngữ pháp a fill in the blanks with the correct verb form hãy điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ chúng ta có ba câu sau đây number one during his visit in egypt last year Why he that photos? Someone that his camera. Trong chuyến thăm đến Ai Cập vào năm ngoái, trong khi anh ấy, đúng không? Chấm à, chấm. Photo là chụp ảnh đấy. Ý câu này là ở trong khi anh ấy đang chụp ảnh, đúng không? thì ai đó đã à, giật lấy chiếc máy ảnh của anh ấy. Vậy chúng ta thấy như sau nhé. Chúng ta thấy rằng trong câu này có từ why. Đó, sau so why các bạn sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn Vậy quá khứ tiếp diễn là gì? Là chủ ngữ cộng với to be To be ở trong quá khứ đấy Và cộng với động từ thêm đuôi in Vậy chúng ta thấy rằng câu này các bạn sẽ điền đó là uh, Với chủ ngữ là he các bạn sẽ đi cùng to be words Đó, words Cộng với động từ thêm đuôi in Vậy từ take sẽ thêm đuôi in chuyển thành taking Đó, vậy chúng ta sẽ nói là uh, why he was taking photo someone một ai đó vậy là trong trong cái chuyến khi anh ấy đang chụp ảnh đúng không trong khi anh ấy đang chụp ảnh thì ai đó đã giật lấy máy ảnh của anh ấy vậy cái việc giật lấy máy ảnh của anh ấy là một sự việc à chen vào hành động đang chụp ảnh đúng không vậy hành động chen vào các bạn sẽ dùng thì quá khứ đơn vậy chúng ta sẽ điền từ snatch từ này có quy tắc do vậy chỉ cần thêm đuôi ed là xong đó vậy là trong chuyến thăm Ai cập vào năm ngoái, trong khi anh ấy đang chụp ảnh thì có ai đó đã giật lấy máy ảnh của anh ấy. Next number two câu số hai, they aren't millionaires but they spend money on their vacation as if they are the rich. Họ không phải là triệu phú nhưng họ tiêu tiền vào kỳ nghỉ, ừ, như thể là họ giàu đúng không? Như thể là họ rất giàu có. Vậy chúng ta thấy rằng là à, hiện tại Đúng không? Hiện tại không phải là tỷ phú Vậy sau cụm từ as if Nếu mà nó không phải là hiện tại Thì chúng ta sẽ dùng thì quá khứ Đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền Điền to be là like were Đó Họ không là tỷ phú À họ không phải là triệu phú Nhưng họ tiêu tiền vào kỳ nghỉ như thể họ giàu có Đúng không? Number 3, câu số 3 Make sure you check in with your friends and family When dot dot alone Câu số 3 các bạn thấy rằng có từ when, khi. Vậy, when là một từ nối và đứng ngay sau cái từ nối này, động từ phải thêm đuôi in. Đó, động từ phải thêm đuôi in. Vậy chúng ta thấy rằng à, động từ travel sẽ thêm đuôi in, chuyển thành traveling. Đó. Vậy ý câu này là gì nhỉ? À, hãy chắc chắn rằng bạn liên lạc với bạn bè và gia đình khi đi du lịch một mình. Vậy đó là đáp án trong phần A. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần B nhé. B. Filling the blanks with the correct prepositions. Điền vào chỗ trống những giới từ đúng. Chúng ta có 3 câu sau đây. Number 1. It's important to know that, that the local laws before visiting a place. Điều quan trọng là phải biết về luật pháp địa phương trước khi đến thăm một địa điểm. Vậy chúng ta thấy rằng sau động từ know chúng ta sẽ đi cùng một giới từ Đó là giới từ about, know about, biết về cái gì đấy đó Vậy chúng ta sẽ điền là know about Điều quan trọng là phải biết về luật pháp địa phương trước khi đến thăm một địa điểm Next number 2, câu số 2 The most important skill to develop is being able to adapt, adapt different situations. Kỹ năng quan trọng nhất cần phải phát triển là kỹ năng thích ứng với các tình huống khác nhau. Vậy chúng ta thấy rằng à, động từ ADAPT sẽ đi cùng với một giới từ đằng sau. Đó là ADAPT TO. Đó, thích ứng với cái gì. Đó. Vậy là kỹ năng quan trọng nhất cần phát triển đó là khả năng thích ứng với các tình huống khác nhau. Number 3, câu số 3. I'm trying to think that that a better way to solve the problem tôi đang cố gắng nghĩ ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề vậy chúng ta thấy rằng nghĩ về cái gì đó các bạn sẽ dùng là think of đó think đi cùng với giới từ of think of nghĩa là tôi đang cố gắng nghĩ ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề vậy đó là đáp án của phần grammar bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo pronunciation kỹ năng phát âm chúng ta cùng xem các câu A. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Hãy khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau. Chúng ta có hai câu. Chúng ta sẽ tìm xem từ nào phát à, có trọng âm khác với các từ còn lại nhé. Number one. A. Mechanic sorry, mechanic. Từ thứ nhất, chúng ta có từ mechanic, trọng âm rơi vào âm thứ hai bởi vì nó đứng trước cái tờ, cái đuôi là nick, đuôi x này, đó, đuôi x. Về đuôi x thì trọng âm rơi vào từ trước nó nhá, Vậy rơi vào từ cha. Đó. Rơi vào từ ca ca. Mechanic hoặc là mechanic. Đó. B đó là mang nghĩa là thợ cơ khí. B. Insurance insurance à, vậy chúng ta thấy từ insurance trong âm rơi vào âm thứ hai rơi vào từ sure bảo hiểm đúng không? C salary salary tiền lương đó tiền lương từ tiền lương ở trong âm rơi vào âm thứ nhất salary. D accountant accountant vậy trong âm từ accountant rơi vào âm thứ hai rơi vào từ count Vậy thì chúng ta thấy rằng trong ba đáp án à trong ba đáp án A, B, D, A, B, D trọng âm đều rơi vào âm thứ hai, chỉ có đáp án C từ salary trọng âm rơi vào âm thứ nhất, tiền lương đúng không? Vậy đã chọn, chúng ta chọn đáp án C các em nhé. Next number 2, câu số 2. A Complimentary. Complimentary miễn phí đúng không vậy từ complimentary trọng âm rơi vào âm thứ ba rơi vào từ main đó complimentary b hilarious 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 phải trọng âm rơi vào âm thứ hai rơi vào từ layer next c experience Exper experience vậy từ experience cũng rơi vào âm thứ hai rơi vào từ spear d receptionist receptionist rơi vào từ set đó rơi vào từ set vậy chúng ta thấy rằng à, đáp án b c và d trong âm đều rơi vào âm thứ hai chỉ có đáp án a từ complimentary rơi vào âm thứ ba vậy chúng ta sẽ chọn đáp án a Chúng ta có đáp án A complimentary nghĩa là miễn phí này, đáp án B uh, hilarious mang nghĩa là vui nhộn này, đáp án C uh, experience, experience trọng âm uh, trọng âm rơi vào âm thứ hai mang nghĩa là trải nghiệm. Và đáp án D uh, receptionist trọng âm rơi vào âm thứ hai mang nghĩa là lễ tân. Chúng ta cùng chuyển sang phần B nhé. Circle the word that has the underlying part pronounced differently from the others. Hãy khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Chúng ta sẽ cùng xem các câu number one. A. Counselor, counselor. Vậy chúng ta thấy rằng từ counselor đó là âm k, đúng không? đó counselor, k counselor. Mang nghĩa là cố vấn. B accountant, accountant vậy âm này cũng phát âm là âm k, âm k, k. đúng không? accountant, kế toán. C, currency, currency cũng là âm k, à, âm k, đúng không? currency và đáp án D. electrician, electrician đó vậy chúng ta thấy rằng à từ electrician electrician trọng ạ à từ này được phát âm là ấm sh âm sờ sure, đúng không âm sh đó vậy thì chúng ta thấy rằng à đáp án a b và c trọng âm à, phát âm đều là âm k chỉ có đáp án d được phát âm là âm sh đó vậy chúng ta sẽ chọn đáp án d đó electrician next number two câu số 2 a surgeon surgeon vậy chúng ta thấy từ surgeon à, âm đầu tiên phát âm là s, s, surgeon Đó, rất là nhẹ thôi s. b à, mình có surgeon là bác sĩ phẫu thuật đấy b depressed depressed chán nản vậy chúng ta thấy rằng từ chán nản cũng có âm s uh, âm rất là nhẹ tiếp tục c exposed expose expose phơi bày động từ phát âm này được phát âm là âm Z. d safe. safe 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 an toàn vậy cũng được phát âm là s. vậy trong ba đáp án a b và d được phát âm là s. chỉ có phát chỉ có âm a à chỉ có đáp án c từ expose được phát âm là z vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C kèm nhé rồi đó là uh, phần pronunciation phát âm bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo phần speaking kỹ năng nói what's there to see and do uh, ở đây có gì để xem và làm không đúng không bây giờ chúng ta xem phần A nhé in group of two, of two to four. To a place in your country and talk about things tourists should know. Talk about. Làm việc theo nhóm từ 2 đến 4 người. Chọn một địa điểm ở đất nước của bạn và nói về những điều du khách nên biết. Hãy nói về What tourists should know before visiting. Những điều du khách nên biết trước khi tham quan. What they should or shouldn't do during their time there họ nên làm gì và không nên làm gì trong thời gian ở đó. Places to visit and things to do. Địa điểm thăm những địa điểm tham quan và việc cần làm là gì? À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những việc chúng ta nên làm gì, không nên làm gì, đúng không? Đó, rồi là những thứ mà chúng ta sẽ tham quan ở đó có những cái đặc điểm như thế nào? Vậy cô đã có một bài mẫu kem có thể tham khảo phần mẫu của cô sau đây. Phần Speaking. Bài mẫu của cô như sau. A. À, đây là đoạn hội thoại giữa một người A và một người B có hỏi nhau những câu hỏi như sau. A. What should tourists know before visiting Vietnam? First, depending on your nationality, you may need to obtain a visa Before enter before entering Vietnam, make sure to check the visa requirements well in advance and apply accordingly. Second, Vietnam experiences a diverse climate across different re regions. Research the weather condition of the specific areas you plan to visit and pack accordingly. Be prepared for high humi humidity. Humidity. Especially during the rainy season. Third, Vietnam has a rich cultural heritage, and it's important to respect local customs and traditions. Dress modestly when visiting temples, are religious sites, and remove your shoes before entering someone's home. Next, the official currency of Vietnam is the Vietnamese Dong, (VND). Why major cities and tourist areas may accept credit card. It's advisable to carry cash, especially when visiting rural areas or local markets. Last, bargaining is common in Vietnamese markets and street stores. Practice your neg negotiation skills and prepare to haggle for goods and services. đầu tiên thì cô có thực hành hỏi như sau người a có hỏi rằng là du khách nên biết điều gì trước khi đến thăm việt nam và người b có trả lời như sau à, đầu tiên tùy thuộc vào quốc tịch của bạn bạn có thể cần phải xin thị thực trước khi vào việt nam hãy chắc chắn kiểm tra kỹ các yêu cầu thị thực trước và áp dụng cho phù hợp thứ hai việt nam có khí hậu đa dạng ở nhiều vùng khác nhau hãy nghiên cứu chuẩn điều kiện thời tiết của các khu vực cụ thể mà bạn dự định ghé thăm và chuẩn bị hành lý phù hợp hãy chuẩn bị cho độ ẩm cao đặc biệt là trong mùa mưa nữa thứ ba việt nam có di sản văn hóa phong phú và điều quan trọng là phải tôn trọng phong tục truyền thống địa phương hãy ăn mặc lịch sự khi đến thăm các đền chùa hoặc địa điểm tôn giáo và cởi giày trước khi vào nhà ai đó tiếp theo đồng tiền chính thức của việt nam là đồng đồng việt nam đúng không à viết tắt là vnd đồng đấy Mặc dù các thành phố lớn và khu du lịch có thể chấp nhận thẻ tiến dụng, nhưng mà bạn nên mang theo tiền mặt, đặc biệt là khi đến thăm các vùng nông thôn hoặc là chợ địa phương. Cuối cùng là việc mặc cả là một điều phổ biến ở các chợ và quán ven đường ở Việt Nam. Hãy rèn luyện kỹ năng đàm phán của bạn và sẵn sàng mặc cả hàng hóa và dịch vụ. Đó là thứ nhất. Tiếp tục, phần số 2. À, chúng ta sẽ khuyên du khách nên làm gì và không nên làm gì khi đến Việt Nam. Vậy người A có hỏi như sau. What should or shouldn't they do during their time there? You know, Vietnam is renowned for its delicious cuisines, so be sure to try traditional dishes like pho, bánh mì, and spring rolls. Don't be afraid to explore street food stalls for an authentic culinary experience. Moreover, take the time to interact with locals. And learn about the way of life. Vietnamese people are known for their warm and hospit, hospi hospitality. So don't hesitate to strike up a conversation and immerse yourself in the local culture. Besides, help preserve Vietnam's natural natural environment by minimizing your ecological footprint. Dispose of waste responsibly. Responsibly avoid single-use plastic. and support eco-friendly tourism initi initiatives. Vậy đoạn số 2 cô có hỏi như sau. Người A sẽ hỏi là bạn nên làm gì hoặc là không nên làm gì trong thời gian ở đó. Đúng không? Vậy người B sẽ đưa ra câu trả lời như sau. Bạn biết đấy, Việt Nam nổi tiếng với ẩm thực ngon. Vì vậy, hãy nhớ thử các món ăn truyền thống như là phở, bánh mì và à, bánh đan à, bánh đan nem đúng không? Chả nem. Đừng ngại khám phá các món ăn, các quán ăn đường phố để có trải nghiệm ẩm thực đích thực. Hơn nữa là hãy dành thời gian để tương tác với người dân địa phương và tìm hiểu về lối sống của họ. Người Việt Nam nổi tiếng với sự nồng hậu và hiếu khách. Vì vậy, đừng ngần ngại bắt chuyện và hòa mình với văn hóa của địa phương. Ngoài ra, hãy giúp bảo tồn môi trường tự nhiên của Việt Nam bằng cách giảm thiểu dấu chân sinh thái của bạn. Đó, giảm, giảm thiểu à dấu chân sinh thái của bạn xử lý rác thải một cách có trách nhiệm tránh sử dụng đồ nhựa dùng một lần và ủng hộ các sáng kiến du lịch thân thiện với môi trường rồi và chúng ta cùng thực hành phần cuối cùng phần cuối cùng can you introduce some places to visit and things to do việt nam is a beautiful and diverse and diverse country with a rich cultural heritage, stunning natural landscape, and vibrant cities, the first place you should visit is Ha Long Bay. You can explore the breathtaking scenery of Ha Long Bay, known for its emerald waters, towering limestone islands, and picturesque caves by taking a boat cruise to admire the stunning karst formations and enjoy activities like kayaking and swimming. The second place is Hoan. An, you should wander through the ancient town of Hoan, a UNESCO World Heritage Site, famous for its well-preserved architecture, lantern-lit streets, and colorful riverside markets. Don't miss the chance to sample local delic delicacies at Hoi renowned food store and restaurants. The Bạn có thể giới thiệu một số địa điểm tham quan và những việc cần phải làm hay không? À, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp và đa dạng với di sản văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và các thành phố sôi động. Nơi đầu tiên bạn nên ghé thăm đó chính là Vịnh Hạ Long. Bạn có thể khám phá khung cảnh ngoạn mục của Vịnh Hạ Long, nổi tiếng với là nước ngục, ngọc lục bảo, những hòn đảo đá vôi, chót vót, cao chót vót và những hang động đẹp như tranh vẽ, bằng cách đi thuyền để chiêm ngưỡng những thành những thành tạo núi đá vôi tuyệt đẹp và tận hưởng các hoạt động như là chèo thuyền kayak và bơi lội à, địa điểm thứ hai là Hội An bạn nên lang thang qua phố cổ Hội An di sản thế giới được UNESCO công nhận nổi tiếng với kiến trúc được bảo tồn tốt những con phố được thắp sáng bằng đèn lồng và những khu chợ ven sông đầy màu sắc Đừng bỏ lỡ cơ hội nếm thử các món ăn địa phương tại các quán ăn và nhà hàng nổi tiếng của Hội An nhé. Rồi và chúng ta đã gợi ý ra à những địa điểm rất nổi tiếng ở Việt Nam, đó là hai địa điểm đó là Vịnh Hạ Long và Hội An. Bây giờ à đó là phần A trong phần speaking. Đó, chúng ta đã đưa ra và trả lời được ba câu hỏi rồi. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần C nhé. This cat and the five most important things tourists should know. Hãy thảo luận và chọn 5 điều quan trọng nhất mà du khách nên biết. Vậy thì chúng ta sẽ xem rằng là à 5 điều quan trọng nhất mà du khách nên biết khi đến Việt Nam là gì? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau à, xem phần mẫu của cô sau đây. Cô đã chọn ra được 5 phần quan trọng nhất mà các em có thể tham khảo sau đây. First, Depending on your nationality, you may need to obtain a visa before entering Vietnam. Make sure to check the re the visa requirements well in advance and apply accordingly to avoid any issues upon arriving arrival. Đầu tiên là tùy thuộc vào quốc tịch của bạn, bạn có thể cần phải xin thị thực trước khi vào Việt Nam. Hãy đảm bảo kiểm tra kỹ các yêu cầu về thị thực trước và nộp đơn phù hợp để tránh mọi vấn đề khi đến nơi. Second. Vietnam has a rich cultural heritage and it's important to respect local customs and traditions. Dress modestly when visiting temples and religious sites. Remove your shoes before entering, entering someone's home and be mindful of local etiquette. Thứ hai là Việt Nam có di sản văn hóa phong phú. Điều quan trọng là phải tôn trọng văn, tôn trọng à, phong tục, tập quán địa phương ăn mặc lịch sự khi đến thăm các đền chùa hoặc là các địa điểm tôn giáo, cởi giày trước khi vào nhà ai đó và lưu ý đến nghi thức của địa phương nữa. Third, ensure you have you have a quick travel insurance that covers medical emergencies. Consider vaccination and consult with your doctor before traveling. Be cautious of street food vendors and drink bottled water to avoid foodborne illnesses thứ ba là hãy đảm bảo là bạn có đủ bảo hiểm du lịch để chi trả cho các trường hợp khẩn cấp về y tế hãy cân nhắc việc tiêm phòng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đi du lịch hãy thận trọng với những người bán thức ăn đường phố và uống nước đóng chai để tránh các bệnh do thực phẩm gây ra ngoài ra thì hãy thận trọng khi băng qua đường đặc biệt là các thành phố đông đúc next the official currency of vietnam is vietnamese đồng while major city and tourist areas may accept credit cards it's advisable to carry cash especially when visiting rural areas or local markets familiarize yourself with the exchange rate and have small De denominations for convenience. Tiếp theo là đồng tiền chính thức của Việt Nam là đồng Việt Nam. Mặc dù là các thành phố lớn và khu du lịch có thể là chấp nhận thẻ tín dụng, nhưng mà bạn nên mang theo tiền mặt, đặc biệt là khi đến thăm các vùng nông thôn hoặc là chợ địa phương, làm quen với tỷ giá hối đoái và có mệnh giá nhỏ để, thuận, để thuận lợi. Last, Việt Nam offers a variety of sport options. Of transportation options, including buses, trains, taxis, and motorbikes, research the most convenient and safe modes of, tra of transportation for your itinerary. Be cautious when hiring motorbike taxis, set home, and negotiate fares in advance. Additionally, consider using rep reputable ride-hailing apps for for convenience and safety. Cuối cùng là Việt Nam cung cấp nhiều lựa chọn giao thông rất là đa dạng. Bao gồm như là xe buýt, tàu hỏa, taxi và xe máy. Hãy nghiên cứu các phương thức di chuyển thuận tiện và an toàn nhất cho hành trình của bạn. Hãy tận trọng khi thuê xe ôm và thương lượng giá vé trước đó. Ngoài ra, hãy cân nhắc hãy cân nhắc việc sử dụng các ứng dụng gọi xe uy tín để thực để thuận tiện và an toàn rồi và đó là những năm lưu ý chúng ta có thể thực hiện khi đến thăm việt nam mà du khách nên biết kèm nhé phần c tell another group about your advice hãy nói với nhóm khác về lời khuyên của bạn chúng ta sẽ thực hành tương tự như phần b kèm nhé writing kỹ năng viết a in pairs check one of your partner's final writing passages from unit 1 to 3 using feedback forms from the lessons. Làm việc theo cặp, kiểm tra một trong những đoạn viết trong những đoạn viết cuối cùng của bạn của bạn mình cho bài từ 1 đến bài 3 bằng cách sử dụng biểu mẫu phản hồi từ các bài học. B. Make a list of things you need to remember for your future writing. Lập danh sách những điều bạn cần ghi nhớ cho bài viết sau này của mình. C. Compare your list with another group and add anything you think is useful so sánh danh sách của bạn với một nhóm khác và thêm bất cứ điều gì bạn cho là hữu ích. Rồi, phần writing chúng ta sẽ cùng nhau tự thực hành các nhé. Vậy bài học trong phần trong phần review one ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy hôm nay chúng ta đã ôn tập lại được những thứ nhất là những từ mới, đúng không? Liên quan đến từ bài 1 đến bài 3. Tiếp theo là phần ngữ pháp, từ bài 1 đến bài 3 nữa. Và phần phát âm chúng ta học được là, đó là phần trọng âm và phần phát âm khác với các từ còn lại. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye.